Uầy, cái tụi quái vật bồn cầu Skibidi trong cái game mà thằng đang chơi thì tụi nó đã nâng cấp công nghệ lên rất là cao rồi. Còn bên phía anh Cameraman Titan, bộ tộc Clockman với cái mấy bộ tộc kia, chưa có anh nào nâng cấp lên cái thế hệ mới cả. Nhưng mà liệu rằng bộ tộc Skibidi Toilet nâng cấp nhiều như vậy thì có uãnh được những anh Cameraman hay là Clockman Speakerman chưa nâng cấp thêm không? Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Tụi tao mà không đánh thắng được bọn Cameraman kia, mày không biết là tụi tao đã nâng cấp rất là nhiều rồi. Và xin tự giới thiệu cho mày biết, tao là G-Man 2.0. Mày bị ngáo à? Tao mới là G-Man 2.0, còn mày là G-Man 3.0. Nó mày bị đần ý, mày chỉ là G-Man 1.0 mà thôi. Thế còn tao, tao là G-Man mấy chấm? Mày á, mày chỉ là G-Man 1.5 thôi. Thôi, mày lại đi. Bây giờ sắp xếp lại, cứ thằng nào to hơn thì thằng đấy là G-Man nhiều chấm hơn. Đứng thành một hàng đấy. Ok, bây giờ anh em mình thống nhất như này nhá. Tao là G-Man 1.0, còn tao là G-Man 2.0 và tao là G-Man 3.0. Ba anh em tụi tao hợp sức lại đấm tan tụi Cameraman và nhất là bộ tộc Clockman. Bọn nó cứ nói cái gì vậy anh em? Tụi em cũng không biết nữa, chả biết bọn nó cứ lầm bầm cái gì mà oánh bại tụi Clockman. Chắc là bọn nó bị ảo tưởng sức mạnh rồi. Đúng đấy, tụi mình phải oánh cho bọn nó tỉnh ra mới được. Anh em đâu, xông lên. Bọn này có tí công nghệ mà nói oai như đúng rồi. À, cuối cùng thì tụi mày cũng đã chịu xuất hiện. Anh em đâu, nhảy vào bẻ gãy kim đồng hồ của tụi nó đi. Làm gì phải khổ như là người tối cổ vậy. Bọn tao sẽ đứng ở đây cho tụi mày bẻ thoải mái con gà luôn. Anh em đợi tôi nữa, chúng tôi cũng tới đây để giúp sức cho anh em đây. À, thôi xong rồi đại ca ơi, tụi nó kéo quân đến đây đông quá. Mày lo gì, không thấy đại ca 3.0 công nghệ mới đi à? Bốn cái lồng súng bắn ra cái tia vàng của đại ca là bọn nó nghèo hết rồi. Thôi chiến đấu thôi anh em, để đại ca stun trước. Đại ca ngoang ngoang lên, ngoang ngoang xuống, xong bắn. Rồi, nhưng mà đại ca đâu rồi? Đại ca ơi, sao mà bọn em không thấy đại ca đi đâu? Thì đại ca đang ở đây đây. Đúng rồi, tụi này nó không biết bay đâu, nên là anh em cứ bay và bắn thoải mái đấy. Bọn nó không làm gì được luôn. Tên nữa này, hai tên này đứng ở đây á. Một tên cuối cùng, nó đã biến mất rồi. Mấy cái anh đồng hồ điện tử này, xông lên đi, cứ đứng ở đây làm cái gì? Mắc lên đây, không dám xông lên thì em sẽ kéo mày đi lên. Đó, nhưng mà mang tiếng đồng hồ điện tử, gì mà chạy chậm như này làm sao mà oánh được? Đi tới nơi là cũng bị lỗ tung xác rồi còn đâu nữa. Mấy cái anh này hình như là bị bắn, hỏng mất dây thần kinh rồi hay sao? Chả thấy mấy anh này oánh nhau gì cả, cứ đứng im một chỗ thôi. Oánh đi anh ơi, anh đi chậm này. Thoái xong. Nhưng mà mấy cái anh này giáp rất là trâu luôn đấy. Thôi được rồi, không sao, thắng sẽ cứu mấy cái anh này một mạng vậy. Thắng sẽ triệu hồi ra anh Speakerman thế hệ mới rất là lịch sự lịch lãm luôn. Nhưng mà anh này cũng không biết bay, chả biết là có oánh nhau được không. Chạy chậm quá, giúp mấy anh đây lên đây, nhanh lên. Ui tôi xong, bắn một cái này, bắn hai cái chưa có bị làm sao luôn. Ê, lần sau anh nhớ về nhà chế tạo thêm cái động cơ bay nhá. Bây giờ chỉ cần đến oánh nhau được mà đã bị bỏ xác ở đây rồi, khổ thân quá đi. Ôi, nhìn này, bọn nó lại triệu hồi ra một anh Camera, nhưng mà Camera này trên đầu lại đội cái quả bồn cầu Skibidi luôn. Thế là anh đây không phải là bên phe của đồng hồ điện tử kia rồi, mà cái anh đồng hồ điện tử kia oánh nhau chậm thế này làm sao bánh được đường đổi. Bây giờ là hai anh đã solo rồi. Các bạn comment đi, anh đồng hồ điện tử hay là anh Camera sẽ giành chiến thắng đây. Bây giờ oánh nhau với công bằng đây này, cả hai anh đều cũng không có động cơ. Đấm mạnh lên. Đúng rồi, mạnh lên. Vâng, cái anh Camera toàn bị đấm một phát là hất ra đằng sau luôn kìa. Cố lên. Yeah, ha. Đúng là chuyện nhỏ như con thỏ. Bọn đồng hồ đấy óc bé như con chim sẻ. Lần này tụi tao sẽ đi xâm chiếm toàn bộ cái thành phố này đây. Ôi trời ơi, sợ quá. Cái tụi bồn cầu kia ngoảnh mặt lại đây cho ta coi. Cho chị xem mặt cái nào. Uầy, chết đấy. Đây là ai vậy? Nhìn đầu là đầu tivi của cổ ngày xưa đây này. Hai cái loa cũng kiểu loa của cổ ngày xưa. Đây là chị rồi, chứ không phải là anh đâu. Một tay là cầm súng. Súng này là súng có camera, lòng súng camera luôn nha. Và đèn flash bên dưới, một công nghệ rất là mới luôn. Và đằng sau
cũng có động cơ, đẳng cấp đấy. Để thằng kiểm tra xem cái chị này tên là gì. À, ơi, đây này, chị này tên là TV Woman Titan. Còn bên này có cả TV Man Titan nữa. Nhưng mà bao giờ anh ấy mới xuất hiện đây? Không biết luôn. Chỉ biết là bây giờ cái tụi quái vật bồn cầu Skibidi bên dưới nó sẽ bị tiêu diệt hoàn văn toàn luôn. Chị đấy đã bắt đầu đang tìm đường nhảy xuống để tấn công rồi. Ai? Thôi, thôi xong rồi, nó không còn đường lui nữa. Và cuối cùng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến mà thôi. Anh em đâu? Có tụi em. Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là củ xoào. Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là củ khoai tây. Anh em mình chuẩn bị làm gì nào? Anh em mình chuẩn bị bao tivi. Từ nó đã nâng cấp tivi lên một thế hệ mới. Bây giờ không phải là man nữa mà là lữ oanh với chúng ta. Chúng ta không có cái gì mà phải sợ phụ nữ cả. Đúng rồi, đại ca ơi. Đại ca ơi, em buồn chân tay lắm rồi. Tụi mình xông lên thôi. Toàn là một cái lũ tép du yêu kia. Bé bằng con ruồi mà đòi đánh chị nhé. Thì lên đây đây, chị giở tay cho mà biết này. Lên nào, lên thôi. Có giỏi thì xuống đi. Nếu mà không giỏi thì chị sẽ đi lên nha. Chị sẽ bay lên đây cùng với các em. Yeah. Một tên này thì quánh chị này, dọa chị này. Tên này đứng ở đây làm cái gì? Chị sẽ đá một phát là em bay ra ngoài thôi. Còn tên nữa, tên này bay lướt đi. Chị gái ơi, chị gái đầu hàng đi. Bây giờ còn một mình em, nhưng mà em mạnh nhất là ở đây đó. Mạnh lại thì mạnh này, biến đi cho khác mạnh đi. Chứ ở đây chị là mạnh nhất rồi nha. Tốt nhất các em bây giờ lên trở thành người tốt đi. Thì chị sẽ tha cho các em. Chị xuống cùng với các em đây. Nào, đừng có vô đây, đứng nghiêm đi, chị còn tha cho. Chị chống lại chị là chị quánh cho que cẳng luôn đó. Có giỏi thì nhảy lên quánh chị đi. Thôi. Các em có chạy vào cái xó này thì chị cũng đuổi được thôi. Nào, tặng cho em. Thắng đoán là mấy cái tên Skibidi mà nó đội nhiều loa trên đầu này chắc là lạnh quá sao ấy. Lạnh quá mà chân của bọn nó lại dùng chân nhện bị cong cong cong, chắc là sắp gây tiếng lời rồi. Nên là bọn nó không thể oánh nhau được, bắn ra đạn cũng không thể bắn được. Bây giờ chỉ đợi chị Woman TV oánh mà thôi. Đâu, cái đứa danh con kia đâu rồi anh em ơi? Chỉ cho đại ca cái chứ đại ca cao quá, đại ca không nhìn thấy bọn nó ở đâu cả. Nó có mỗi một mình thôi, lấy đâu ra mà nhiều. Phải gọi là một mình nó chứ không phải là bọn nó. Nhưng mà bọn em thấp như này, bọn em cũng không nhìn thấy bọn nó ở đâu cả. Thằng kia, mày có nhìn thấy chị Woman TV ở đâu không? Mày bị giả à? Tao đeo giáp như thế này thì tao làm sao mà nhìn thấy được? Mà mày đừng có gọi chị, phải gọi là nó, biết chưa? Chị ở đây này các em ơi, chị đứng sát sạt như này mà mấy em không nhìn thấy chị ha. Bây giờ em nào muốn tan thành mây khói trước thì giơ tay lên hoặc là đi gần tới chị đi. Ê mày, mày có muốn thành sát vụn không thì mày đi lên gặp chị đấy trước đi. Tao á, tao chỉ nghe lời của đại ca thôi. Mặc dù tao không muốn trở thành sắt vụn, nhưng mà kiểu gì tí nữa tao xông lên là tao cũng bị trở thành sắt vụn cho mờ coi. Nhưng mà mày không xông lên thì mày cũng bị đại ca đấm cho lố sọ mà thôi. Tóm lại, anh em mình tí nữa kiểu gì cũng thành sắt vụn. Các bạn hãy cổ vũ để cho chị Woman TV chiến thắng bằng cách like video nha. Còn bây giờ là Thắng sẽ cho hai bên oánh nhau đây. Wow, đứng xem xa xa ra không làm mình cũng bị vạ lây luôn. Oánh nhau chiếu tia năng lượng tóe lên tùm lum hết cả. Wow, nhưng mà chỉ cần một chiêu một chưởng. Vâng, còn một tên cuối cùng mới đầu rất là oai đông, nhưng mà sau đó các bạn nhìn đây chắc là một giây thôi. Để Thắng xem nào, trong cái kho lưu trữ của Thắng có cái tên nào mạnh mạnh ra đây solo với cái chị Woman này luôn. Đây rồi, đó chính là giáo sư tiến sĩ nhà khoa học V3, V4 gì đó. Uầy, to gấp 10 lần chị kia luôn, có thắng được không đây các bạn ơi? Lần này mới nhờ các bạn này, các bạn nhớ ấn like video hoặc ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho chị TV Woman nha. Và bây giờ là chiến đấu thôi, chị đấy oánh nhau này, oánh lùi lùi cái tên giáo sư tiến sĩ kia luôn. Nhưng mà chị phải giờ trưởng giờ chiêu ra, chứ đừng có đấm chay đấm tay không như vậy. Ông ta cứ chạy kìa. Đứng im đi. Rồi, một trưởng này, chị phải bay chứ. Nhưng mà
ông ta chạy là biết là bên nào sẽ giành chiến thắng rồi. Hình như là cái ông này chỉ biết nghiên cứu thôi, không biết oánh nhau đâu. Chị đấy oánh, ông đấy chỉ tìm cách chạy lữa và chạy mãi mà thôi. Chạy à? Nào, chạy này. Đấm một cái thôi là ông ta cũng nghèo rồi, kể ra là thằng cung mạnh đấy chứ. Thôi nha các bạn ơi, cái video ngày hôm nay là lại bên phe chính diện chiến thắng rồi. Bên phe chính diện lúc nào cũng nâng cấp nhanh hơn cái tụi bồn cầu kia. Và thằng sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn các bạn, tất cả các bạn trong cái video lần sau. Và bây giờ là bye bye.